Trân trọng kính mời quý vị và các bạn nghe chuyện lịch sử Việt Nam Trần Hưng Đạo trên kênh Nga kể chuyện. Đánh tan 3 vạn quân Nguyên, dân chúng Thăng Long nô nước trở về kinh thành yêu dấu vui Tết Mậu Ngọ năm 1258. Mồng 1 Tết, vua Trần Thái Tông thiết triều mừng xuân chiến thắng, ban thưởng cho những người có công. Cầm chén rượu đầy, nhà vua bước lại gần dũng tướng Lê Phụ Trần và trại chủ Hà Bổng vừa từ Quy Hóa phóng ngựa về. Chiến tranh năm Nguyên Phong 1257, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lĩnh ấn tiết chế đem quân lên trấn giữ miền Hưng Hóa để hậu phương có đủ thời gian chuẩn bị mọi mặt ứng phó. Không được vua và triều đình đánh giá đúng mức công lao, song ông không lấy đó làm điều nghĩ ngợi. Hưng Đạo Vương trở về thái ấp riêng ở Vạn Kiếp, vừa bạn với cỏ cây hoa lá, vừa đọc sách và nghiên cứu binh thư phòng khi nước nhà cần tới. 20 năm đã trôi qua, Mông Cổ đã trở thành một đế quốc rộng lớn, từ bờ Hắc Hải sang Thái Bình Dương, chiếm gọn Trung Hoa mênh mông ngàn dặm, lắm người nhiều của. Hôm ấy Hưng Đạo Vương đang đi thăm bà con trong hương trở về thì nghe có tiếng vó ngựa. Nhìn hai sứ giả của nhà vua đang mang chiếu chỉ, ông đã tiên đoán được chuyện gì rồi. Con thuyền nhẹ đưa Hưng Đạo Vương cập bến Bình Than, nhìn thấy Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông ở trên thủy đình, Hưng Đạo Vương vội bước tới vái chào. Nhà vua nói như reo: "Kìa khanh, trẫm và Thượng Hoàng chờ khanh đã lâu rồi." Sau khi vua tôi bàn bạc về hội nghị ngày mai, Hưng Đạo Vương về tới thuyền thì bất ngờ gặp Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải tới thăm. Hai người vốn không hợp nhau, đến cả người ngoài cũng biết. Hưng Đạo Vương mời Thượng tướng lên thuyền chuyện trò, chợt nhìn nồi nước thơm ngát ở đầu thuyền, Hưng Đạo Vương nói: "Biết ông bận nhiều việc đôi khi quên cả tắm, gia tướng Ít Kiêu có ý chuẩn bị cho cả hai ta. Rất hân hạnh được hầu tắm Thượng tướng." Quang Khải cảm động nói: "Tôi cũng rất sung sướng được quốc công tắm rửa cho." Sáng hôm sau, các vương hầu tướng lĩnh tề tựu ở Thủy Đình bàn kế chống lại 50 vạn quân Nguyên Mông đang lăm le ở ngoài cõi. Tin thám báo cho hay, đích thân Thái tử Thoát Hoan sẽ mang đại quân vào đường bộ, còn tướng Toa Đô Ô Mã Nhi đem binh thuyền vào Chiêm Thành đánh vòng ra. Sau một ngày bàn bạc căng thẳng mọi thế tiến lui, vua Nhân Tông và Thượng Hoàng Thánh Tông lại phong Hưng Đạo Vương chức tiết chế thống lĩnh toàn quân đội Đại Việt và long trọng làm lễ ban kiếm thượng phong. Sau hội nghị Bình Than, các vương hầu trở về Điền Trang thái ấp cùng các bô lão sóng giả con cháu mau mau chuẩn bị võ khí, xung vào quân đội để giữ lấy nước non nhà. Cả đất nước là một thao trường, các lò rèn nổi lửa suốt đêm ngày. Việc quân bận rộn, Hưng Đạo Vương chỉ ghé về hương Vạn Kiếp thu xếp việc gia đình, dặn 4 con trai đều là vương hầu tập luyện đội quân của mình, rồi lập tức lên Thăng Long. Soái phủ Hưng Đạo Vương suốt ngày tấp nập các tướng lĩnh ra vào, đêm đêm người ta còn thấy phòng riêng quốc công tiết chế đỏ đèn đến khuya. Đại Việt bé nhỏ sẽ phải đối đầu với đế quốc Nguyên Mông, Hưng Đạo Vương trằn trọc với các sách binh thư cổ, vận dụng vào cuộc chiến này không ngoài việc vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước đấu sức lại mới mong đuổi được quân thủ ra khỏi cõi bờ. Hưng Đạo Vương kịp hoàn thành cuốn binh thư yếu lược gửi tới các tướng lĩnh, cuốn sách thấm đượm chân lý sức mạnh dân tộc. Lễ duyệt binh diễn ra ở Đông Bộ Đầu khiến cả kinh thành náo nức, lưng đeo kiếm báu, tay cầm cờ lệnh bước lên đài cao, tiết chế nhìn bao quát cảnh ngựa hí quân xeo, cờ xí rợp trời, hàng ngàn chiến thuyền của các vương hầu, trong đó có các con của Hưng Đạo Vương, từ các nơi hội về ken đặc một khúc sông dài, đợi nghe truyền hịch. Mùa đông năm Giáp Thân 1284, giặc động binh, đem quân áp sát biên giới, rồi liên tiếp cho sứ giả sang dụ hàng và đòi vua ta phải đích thân sang chầu. Ta không chịu, chúng lại giả vờ hỏi mượn đường sang nước Chiêm Thành. Ta trả lời, đường qua Chiêm không có lối nào tiện. Thế là lập tức mấy vạn quân Nguyên ùa vào. Theo ý của Hưng Đạo Vương, nhà vua triệu tập hội nghị Diên Hồng. Thật là từ cổ chí kim chưa bao giờ lại thấy vua hỏi ý của dân. Các bô lão từ các hương các lộ nô nức kéo về đứng chật thềm điện nguy nga tráng lệ. Vua nói về thế giặc như hùm như hổ. Vừa dứt lời, tất cả đồng thanh: "Đánh, xin đánh, xin quan gia cho đánh." Tiếng vang lan ra như sóng từ trong triều ra ngoài nội. Quân thù vừa xâm phạm vào đất ta, đạo quân của Phạm Ngũ Lão, Lê Phụ Trần, Trần Quốc Toàn cùng quân địa phương chặn đánh quyết liệt. Hưng Đạo Vương cầm đại quân hỗ trợ phía sau. Được tin 3 cửa ải Khâu Cấp, Khả Ly và Động Bản đã mất, giặc chia làm 6 mũi ào ạt tràn xuống bao vây. Hưng Đạo Vương lệnh rút quân về Vạn Kiếp. Yết Kiêu đón chủ tướng ở Bái Tân, thuyền vừa ra đến giữa dòng thì quân thủ ập đến bắn đuổi theo như mưa. Hưng Đạo Vương đóng đại bản doanh ở Vạn Kiếp. Hôm sau vua Trần Nhân Tông từ Thăng Long ra hỏi, thế giặc như nước tràn bờ,
hay là ta xin hàng để cứu muôn dân? Hưng Đạo Vương trả lời: giặc vào sâu như thế, các đạo quân đang bị chia cắt, thế đang yếu đi. Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu tôi đi đã. Trai tráng khắp nơi tấp nập kéo đến đại bản doanh Vạn Kiếp. Gia tướng Yết Kiêu và Giá Tượng bận rộn giúp chủ tướng thu nạp thêm hàng nghìn binh sĩ và cả những người hiện tại. Chỉ riêng các con Hưng Đạo Vương, Quốc Hiến, Quốc Nghiễm, Quốc Tảng, Quốc Nhượng đã có trong tay 20 vạn quân tinh nhuệ. Đại quân Nguyên đánh tràn xuống tuyến phòng thủ chính của ta ở Vạn Kiếp. Tuy bị tiêu hao, nhưng kẻ địch vẫn còn rất mạnh. Hưng Đạo Vương bày trận rực thủy trên sông chờ giặc đến. Nhưng trận đánh bất lợi, Hưng Đạo Vương lại cho quân lui vào để bảo toàn lực lượng. Đại quân giặc vượt qua tuyến phòng thủ của ta tràn xuống cướp phá vùng Đông Ngạn, Võ Ninh, Kinh Bắc. Thăng Long ở trước mặt kia rồi, Thoát Hoàn dồn đại quân ùa vào. Song Thăng Long chỉ còn là một kinh thành bỏ trống, Hưng Đạo Vương đã rước Xa Giá xuống thuyền đi về phía nam rồi. Được tin Thế Tử đã chiếm được kinh đô Đại Việt, vua Nguyên là Hốt Tất Liệt phong ngay cho con là Trấn Nam Vương. Trong khi chờ cánh quân của Toa Đô từ Chiêm Thành đánh xa, ngày ngày Thoát Hoàn đốc quân nấm ra càn quét, cướp lương thực của dân Việt, bắt được người nào cũng thích hai chữ sát thát trên cánh tay, ra càng tức giận điên cuồng, đốt phá giết chóc. Sau khi đã sai Lý Hằng, Lý Quán mang quân đi lùng bắt vua và triều đình Đại Việt nhốt cúi mang về Yên Kinh hỏi tội, Thoát Hoàn yên trí nằm ở Thăng Long, say sưa với rượu ngon gái đẹp, đêm ngày mơ tưởng, bờ cõi của Trấn Nam Vương không chỉ có Đại Việt mà còn mở rộng mãi về phía Nam, nhà Nguyên sẽ bá chủ cả thế giới. Lý Hằng, Lý Quán đang xuôi thuyền tìm bắt vua Trần, bỗng thấy lá cờ Long Phụng bên bờ Thiên Mạc, nghi là có vua Trần Nhân Tông ở đó, quân giặc đổ bộ, kỵ binh tinh nhuệ ao ạt xông lên, bảo nghĩa vương Trần Bình Trọng đã nhận lệnh chặn quân giặc tại đây. Suốt từ sáng đến trưa, đội quân của Trần Bình Trọng chiến đấu cực kỳ anh dũng, với lực lượng đông gấp bội, quân Nguyên đã vây bắt được bảo nghĩa vương. Chúng dụ dỗ ông có muốn làm vương đất Bắc, ông đã trả lời: ta thà làm quỷ nước Nam chứ không làm vương nước người, rồi hy sinh lẫm liệt. Không khuất phục và cũng không khai thác được gì ở Trần Bình Trọng, Lý Hằng, Lý Quán loanh quanh đi theo hút vua Trần. Hưng Đạo Vương đã đưa Xa Giá vua Trần ra sông Nam Triệu, vượt biển về cửa Đại Bàng, vào Châu Ái, Thanh Hóa. Mấy lần bị lừa, hai viên tướng giỏi của Toát Hoan đành mệt mỏi quay về Thăng Long chịu tội với chủ tướng. Vừa bảo vệ Xa Giá, Hưng Đạo Vương vừa theo dõi thế trận giữa Đại Việt và quân Nguyên. Ông rất mừng khi thấy Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải đã cầm chân được đội quân Toa Đô từ Chiêm Thành đánh ra. Ông cử tiếp tướng quân Phạm Ngũ Lão vào giúp sức, chặn các ngả đường hiểm yếu, không cho giặc qua được Châu Hoan. Trong lúc hoạn nạn không phải ai cũng là người cứng cỏi, nào có ngờ được tướng Trần Kiện giữ thành Nghệ An, Trần Ích Đắc là chú vua cũng mang cả gia đình ra hàng giặc. Khoảnh khắc yếu lòng, cả vua và Tượng Hoàng đã cho Trung Hiền Hầu mang công chúa An Tư sang dâng cho Thoát Hoan để mong thư nạn nước, ai ngăn cũng không được. Trong tình thế đó, Thế Tử Thoát Hoan càng kiêu căng hợm hĩnh, y yên chí hưởng lạc ở Thăng Long. Tại đại bản doanh quân Trần, bỗng có ngựa lưu tinh từ Hoan Châu về. Thư Trần Quang Khải cho biết, Toa Đô Ô Mã Nhi bỏ đường bộ, cho tất cả quân lính xuống thuyền ra Bắc. Hưng Đạo Vương đoán định thời cơ phản công đã tới. Quốc Công Tiết Chế triệu các tướng họp bàn, đoàn thuyền chiến đông như kiến của Toa Đô và Ô Mã Nhi sương buồng rầm rộ kéo ra. Gió nồm nam lồng lộng, thuyền đi băng băng. Chúng vừa lọt vào cửa Hàm Tử, ba dũng tướng Trần Nhật Duật, Trần Quốc Toản và Nguyễn Khoái bất thần tung quân ra đánh. Lửa cháy ngút trời, hàng trăm thuyền giặc bị chìm, máu đỏ dòng sông, cả ngàn tên giặc bị bắt sống. Chiến thắng Hàm Tử liên tiếp đến chiến thắng Trương Dương, trại quân của Thoát Hoan đóng ở bến Trương Dương chưa kịp liên lạc với quân Toa Đô thì đã bị quân Trần ập đến như gió bão. Chính Thoát Hoan cũng không ngờ cánh quân phía Nam do Trần Quang Khải chỉ huy đã kéo về hỗ trợ cho quân Trần Nhật Duật nhanh đến thế. Tin dữ đến tai Toa Đô, hắn bèn cho quân lui đến dãy núi Tây Kết, rồi tìm cách liên lạc với Thoát Hoan đã chạy khỏi Thăng Long, giả sang sông đóng quân ở Mạn Kinh Bắc. Toa Đô đang tính kế tiến lui thì đại quân Trần do đích thân Hưng Đạo Vương chỉ huy đã ập đến như sấm sét, không chống đỡ nổi, Toa Đô cùng tàn quân chạy đến một hẻm núi xa ngay vào trận địa phục kích của Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu. Một mũi tên của Phạm Ngũ Lão phóng ra trúng cổ Toa Đô, khiến hắn đổ nhào xuống ngựa. Ô Mã Nhi cướp được một con thuyền của dân trại trốn ra biển. Toa Đô tử trận, Ô Mã Nhi trốn về nước. Thoát Hoàn vô cùng bối rối tiến thoái lưỡng nan. Đang làm mùa hè nóng nực, lại thiếu lương ăn, quân sĩ bệnh tật rất nhiều, cực chẳng đã, Thoát Hoàn tính nước thoái lui. Nhưng đường về Nguyên đâu dễ, đến chỗ nào cũng có quân đội và dân binh tày nùng mai phục sẵn sàng xông ra đánh tới tấp. Lý Quán, Lý Hằng đều bị chúng tên chết trong đám loạn quân. Thoát Hoàn hồn vía lên mây, còn chưa biết làm thế nào, thì các vệ sĩ nói:
Việc gấp lắm rồi, chủ tướng mau lên xe mới mong toàn tính mạng. Trong xe có một cái ống đồng, Thoát Hoàn vứt cả giáp trụ chui vào. Các vệ sĩ xúm nhau đẩy cho xe ngựa lao nhanh về phía biên giới. Than ôi, đường về của trấn Nam Vương sao mà ê ẩm. Đập tan 50 vạn quân xâm lăng, Hưng Đạo Vương rước xa giá trở về Thăng Long. Qua hai cơn binh lửa, kinh thành xưa đâu còn vẹn nguyên, nhưng có hề gì, đất nước đã hòa bình, non nước ấy nghìn thu. Như lời thơ của Thượng tướng Trần Quang Khải mừng nước non Đại Việt, non nước có được vị tướng tài, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, vị tướng cầm quân vững chãi, gan bền tựa sắt, cứu dân giúp nước, tiếng thơm để mãi muôn đời.